Sáng 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Sự cố xảy ra bất ngờ khiến một số phương tiện và người dân lưu thông trên cầu đã bị rơi xuống lòng sông. Sau khi trích xuất camera, ghi lời khai nhân chứng để xác định số người phương tiện gặp nạn, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các phương án tập trung tìm kiếm. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ điều 3 xuồng cao tốc và hơn 200 cán bộ chiến sĩ tới khu vực hạ lưu cầu Phong Châu triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Quân khu 2 điều động 330 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 316 tìm kiếm nạn nhân tại địa điểm Yên Bình, Yên Bái. Lữ đoàn công binh 543 cũng triển khai lực lượng đến hiện trường triển khai nhiệm vụ. Đến thời điểm trưa 9 tháng 9 đã cứu được 4 người dân trong vụ sập cầu Phong Châu. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn để tìm kiếm người.